Nè, mày mới tắm xong thấy khỏe không? Không, phòng lắm, tại con mở cửa để cho sáng con chụp hình mẹ nè. Đó, rồi. Chút. Đóng rồi đó. Mẹ, mày biết mẹ đi ra khỏi nhà. Con với mẹ đi trên đường đi xuyên bang nước Mỹ á. Hôm nay là ngày thứ 47. Cái gì bốn bảy Ngày thứ 47 là hơn tháng rưỡi rồi đó. 7 tuần. Ha. 7 tuần. Mẹ thấy khỏe không? được không Hôm nay đi á mẹ có à, không có mệt không có mệt hả? Mẹ khỏe ha. Mình còn đi tiếp mà, ha. Chịu không? Hả? đúng Giờ mình đi tiếp nữa mẹ chịu không? chịu Rồi. À. Vậy là ok. À, mẹ đi. mẹ con đâu mẹ đó À. Đây, đi á, mẹ ăn được không? được Mẹ đi được không? được mẹ ăn nghe ngon lắm À. Rồi đi, đứng, ngồi, nằm. Mẹ làm được hết không? được hết à Rồi gì nữa? Ăn được. ăn được ngủ được Rồi, để mà. Rồi. chào cậu Hôm nay chúng tôi tiếp tục thưa chuyện với quý vị về cái chuyến đi đặc biệt của cụ Lắm, là một cái cư dân ở bên miền Đông ở tiểu bang Maryland, tức là tiểu bang ngay tại vùng thủ đô Washington DC của nước Mỹ. Thì được biết là cụ đã có một cái hành trình rất dài qua tới tận California. Thì xin chào cụ Lắm ạ. Nói tiếng được tiếng không nè, giờ mày nghe chưa? À, con chào cụ ạ. À. Cụ khỏe không? Chào cậu tôi cũng được cũng khỏe Rồi, cụ bên cạnh cụ có con trai của cụ không thưa cụ? có nè không nói gì có con dạ, có tôi Nguyên đây anh, con của tôi ở với thằng Nguyên Rồi, cụ qua tới California, cụ có vui không? Cụ thấy người Việt làm sao? có chứ qua đó thấy vui thì không Mẹ mỗi ngày dắt mẹ đi ăn chỗ nào mẹ nhớ không? mỗi ngày dắt đi ăn cơm ở tiệm người Tàu Không, mỗi ngày không phải tiệm mình đâu, cái tiệm ở miền Tây đó. miền Tây Hôm trước mày nhớ cái tên tiệm đó. làm như người gì quên rồi Ngoài miền Tây. Vĩnh Long. Vậy nhớ ông nhớ nói tiếng Việt dễ nghe Rồi mẹ ăn cơm, mẹ ăn món gì ở đó? nhà đã quên rồi Mẹ cứ đòi thịt kho, canh chua rồi bánh canh, bún, Rồi xin thưa cụ Lắm với anh Nguyên là khi mà tới California thì anh đã tới những thành phố nào, xin kể cho quý vị khán thính giả ạ. ăn rồi quên hết Ở Cali á, thì tôi tới đầu tiên là San Diego. Rồi chỗ đó tương đối là mát mẻ. Rồi gặp một người quen, họ giới thiệu cho tôi thuê được một cái phòng trong một căn nhà có nhà tắm riêng. Thật ra ở đó nguyên một tháng. Nguyên một tháng thì đi một tháng xong mới đi. Thì trong tháng đó đi vòng vòng chung quanh San Diego, có khi đi qua Mỹ chơi cũng 2-3 lần. Rồi cái ngày trở về, ngày chia tay cũng rất là
đậm đà. Mấy người ở trong đó có ba người đàn ông, thì với ba phụ nữ, nhưng mà đàn ông thì đương nhiên cái tình cảm họ cũng kín đáo hơn đó. Có ông thì cứ gọi tôi bằng mẹ, rồi nói là cho anh gọi tôi bằng mẹ, tại vì coi như từ nhỏ tới giờ anh mới gặp một cụ 100 tuổi. Rồi mỗi ngày anh ra anh cứ nói chuyện với mẹ tôi. Còn một cô vừa thấy mẹ tôi cái kêu bằng ngoại, trẻ hơn chút, rồi chạy ra, cô đi, cô chọn đi ra, đi làm, đi ra, thấy mẹ ngồi ngoài sân, cái cô chạy vô xe, cô lấy một cái xô chuỗi, cô cho, cái xô mà hộp trong chùa hay đeo đó, mấy người đó, thì họ cho mẹ tôi đeo, rồi còn hai cô kia đó, mà hàng ngày cũng vậy, cứ hỏi thăm, rồi cái ngày chia đi tôi đi á, mỗi người đưa mẹ tôi một bao lì xì, rồi tôi mới nói trước, tôi nói bây giờ tôi sẽ mở ra tôi coi, nếu mà ở trên một đồng á là tôi không có nhận. Mà tới chừng mở ra mỗi cô đưa 100 á cho bà cụ á, cái tôi mới nói không được, thôi bây giờ hãy có đồng tôi lấy. Nhưng mà họ vẫn cứ đòi, dặn có qua lại đi, lúc thì tôi cũng bằng lòng. Cô nói thôi lấy cái 10 đồng cũ của chạy cái nhà của tiền cũ nè, hên cho cũ hên cũ đi đường đó là 10 đồng đó. Thành ra đó là cái người Việt gặp nhau là một, thứ hai nữa là bà lớn tuổi đó, thành ra được sự trọng ưu ái của hết mọi người trong nhà. Bên cạnh đó, bên cạnh đó có ông Mỹ cũng vậy đó. Ông vừa thấy mẹ tôi, cái tôi đẩy bà đi bộ xung quanh, sáng tôi dắt bà đi bộ xung quanh trên cái vỉa hè, thì ông trong nhà ông thấy ông bước ra, ông nói, ông hỏi liền, ông hỏi mẹ như bao nhiêu tuổi. Tôi nói nói tuổi chứ, ông nói ồ, tôi cũng nuôi một bà mẹ, bà chết cách nay hơn một năm, 94 tuổi. Bà chết lúc 94 tuổi. Quý lắm nha Du, mẹ Du đẹp, phải không? Rồi cái tôi tiếp tục đẩy đi ngang cái chỗ nó đang xịt nước, nó tưới cây. Ông thấy vậy, ông chạy ra, ông giăng cái áo ra, ông che cho mẹ tôi đi, đừng có bị ướt. Đó, rồi sau đó, mỗi lần về, mỗi lần đi ngang, ông đều nói, Du có thể ghé nhà tôi bất cứ lúc nào, cứ gõ cửa nha, tôi ở nhà mình nè. Mà ông ở nhà mình rộng lắm, cái giường ông cũng bự lắm. Rồi ông gặp mẹ tôi là ông chạy vô nhà, ông lấy cho món gì nhỏ nhỏ, tôi cũng quên 2-3 món tôi còn giữ thôi. Thì trước khi về tôi cũng ghé ổng, buổi tối hôm đó trước khi đi tôi cũng nói, tôi tặng ổng lại một cái chừng một phao trái vải đó. Rồi chia tay ổng nói ổng tiếc quá, không được gặp lại. Thì đó là tôi nói những cái tình cảm như thế này tôi hoàn toàn không có ngờ. Trước đó mình chuẩn bị ra đi vừa hết cơn dịch thì mình đâu có nghĩ sẽ tiếp cận với ai, nhưng mà đi ra rồi thấy người này người kia đó là săn đón mẹ tôi, rồi ưu ái, tôi thấy tôi cũng cảm động và tôi cũng thấy mừng cho bà là đi được đó. Rồi
từ cái buổi từ giả ở San Diego đó, còn đi lên tới Bonza, lên tới phố người Việt, mẹ còn nhớ không? Dạ. Lên tới phố người Việt, bữa đó cái phố gọi là phố Ngọc Thọ đó. Nhưng mà trong cái thành phố San Diego, anh có gặp người Việt Nam nào ngoài người Mỹ đó, thì anh có gặp bạn bè người Việt hay như thế nào không thưa anh? À, có, thì tôi gặp lại anh bạn Tony, trẻ hơn tôi vài tuổi, anh này cũng là một người khá thành công về chuyện kinh doanh. Thì anh này cũng tới gặp ăn uống với tôi một bữa, rồi thường là liên lạc với nhau qua điện thoại. Rồi còn những người Việt khác thì mẹ tôi rất khoái ăn cái quán Vĩnh Long, tên là Vĩnh Long, mà nấu cái kiểu miền Tây, nghĩa là quê rạc à, mà bình dân lắm, nhưng mà cũng đông, mà khách hàng đông. Mà vô tiệm ăn thì lần nào cũng gặp những người Việt khác, có khi một ba bốn ông cũng lại thấy mẹ tôi rồi hỏi tuổi, cái là sáp lại sáp lại chụp hình chung, rồi tôi xin mấy tấm hình, rồi đại khái đó là cũng là một cái tụ điểm ở San Diego đó. Quán nhỏ nhỏ bình dân lắm. Mà nói chung là người Mỹ khác với người Việt, họ có cái phong tục ít hỏi tuổi, ít người Mỹ nào hỏi tuổi, còn người Việt mình thấy là hỏi tuổi liền. Dạ. Rồi sau khi anh từ giả mấy người bạn ở San Diego thì anh đến khu Bonsa Phước Lộc Thọ, thì anh có thể cho quý vị khán thính giả cái góc nhìn của anh về Bonsa, về Phước Lộc Thọ, về những người Việt Nam ở đó không thưa anh? Dạ, Bonsa thì nó gọi là gì? Tráng lệ hơn, nếu mà dùng cái danh từ lâu á, tráng lệ hơn San Diego nhiều. Tại vì thủ đô mà. Khi vào tới cái khu Bonsa thì có một cái biển nè. Chào đón, chào mừng khách bằng tiếng Anh á, chào mừng khách đã đến Tiểu Sài Gòn, phải không? Little Saigon, welcome to Little Saigon. Thì cái bảng đó cũng nhỏ nhỏ, cũng khiêm nhường so với những cái bảng của những thành phố Mỹ, nhưng mà nó cũng đánh dấu được cái nét của người Việt. Thì cái phố Bonsa khá dài nha, cả trên đường Bonsa cũng cả dặm đó, toàn là những cơ sở kinh doanh của người Việt. Tôi thấy nó tráng lệ hơn, nhà cao hơn, rồi những cửa hàng buôn bán đồ nhiều mặt hàng và nhiều hàng hóa hơn. Người Việt, tôi đi đến đó cũng vào cái ngày thường, thứ hai, thứ ba gì là phải, thứ ba là phải, thứ hai, đi nhiều quá thì lại quên ngày, trong tuần, với lại cũng 2-3 giờ trưa, thành ra nó tương đối vắng. Tôi nghĩ nếu sau buổi chiều chắc là đông hơn, hoặc là cuối tuần á, đông hơn nhiều. Nó đó, cái sinh hoạt nó mà tôi thấy, tôi cũng có gửi anh Thiên vào tấm hình đó, mà cũng không may là tới lúc đó pin hết, pin trong máy hết, thì tôi cũng có hình nhiều ở bên xa, nhưng mà cũng kiếm được vài tấm chính đó. Thì để coi, tôi nhớ là vô Bonsa thì thấy một anh chàng đi vô thì thấy có hai người ngồi, ăn mặc cũng bảnh bao lắm, phải không? Rồi tôi cũng hỏi chuyện, chụp hình, thì hai anh này cũng lớn tuổi rồi,
ngoài 70. Rồi gặp một anh trẻ là người lái buôn mía. Anh đi cái xe bán tải vô, anh ngừng. Anh đi phân phối mía đó, từng bao vậy. Tôi mới hỏi chuyện. Thì anh nói mấy cái mía này bên Mễ. Bên Mễ, anh đi cách biên giới cũng khoảng 4 tiếng đồng hồ mới tới Mễ, tới cái chỗ đó. Và từ Bonsan đi xuống dưới dưới biên giới là cũng gần 2 tiếng, rồi đi thêm 4 tiếng nữa. Thành ra cũng làm cái nghề, thấy anh đó chứ có nhìn giống như người Lai. Thành ra anh vô chắc anh làm việc với người Mỹ cũng cũng dễ dàng. Anh giống người Lai, việc Lai Mỹ đó, cũng bự người. Rồi bên trong thì bên trong thì thôi, huy hoàng, tiệm vàng quá trời. Thưa quý vị khán giả, anh đang miêu tả cái khu Phước Lộc Thọ cho quý vị ở xa. À, bên trong thì tiệm vàng quá chừng, toàn là tiệm kim hoàng. Thì có một cô chủ một tiệm chạy ra thì hỏi, thấy mẹ tôi già đó, rồi hỏi tuổi, rồi cái nói thôi để mình xin chụp với cụ một tấm, để cô nó dùng cái chữ gì tôi là lấy vía để mình hên mình sống được 100 tuổi như cụ. Lấy vía cho mình đó, mình lấy vía đó. Rồi thì phần còn lại là tôi đi vòng vòng thôi, coi thì thấy thôi. Mấy cửa hàng như là một cái phố khá lớn đó. Như vậy đó. Không biết tại sao anh Thiên có hỏi thì được, có gợi ý tôi có thể nói thêm. Thì anh và cụ có ăn gì trong khu Phước Lộc Thọ đó, ngoài những tiệm kim vàng thì được biết là trong đó là một cái khu ăn uống rất lớn thưa anh. À có, đúng rồi, trong đó ở giữa chung quanh tiệm kim hoàng thì nó nằm chung quanh cũng như sát vách có một cái khu ăn uống ở giữa, thì họ bán hầu như những cái món mà có thể nói giống giống như kiểu chợ cũ ở Sài Gòn á, tức là mấy món nước, món bún, rồi bánh mì, chả lụa, rồi bánh xèo, bánh cuốn gì đủ thứ trong đó đó. Thì mẹ tôi thì ăn ít, thật ra bữa hôm đó cũng như giữa trưa 2-3 giờ, thật ra không có ăn nói chung. Nhưng mà thấy những cái món đó, những món họ bán vậy đó, bán nước mía, anh chàng lấy mấy cây mía đem vô giao thì giao thẳng vô cái mấy cái chỗ bán mía đó, chỗ bán nước mía, họ có máy ép, họ ép đó. Có một cái khuyết điểm tôi nhìn chung, cái này tôi nói với một tính cách xây dựng nhiều hơn, là tôi cảm thấy đi trong cái khu phố Việt Nam á, cái bãi đậu xe rất là hẹp, nó không giống như mấy cái chợ Mỹ. Rồi cái nhà vệ sinh cũng vậy, ít lắm, nguyên một cái khu chợ khá đông, mà cái nhà tiểu tôi đi vô có một cái bàn cầu một chỗ đi cầu. Mà thật ra tôi thấy nếu mà những cái buổi lễ hội mà đông người không biết giải quyết sao cái vấn đề vệ sinh đó. Còn bãi đậu xe thì hẹp lắm, ví dụ cái xe mà như chiếc minivan ra vô cũng khó lắm à, đậu vô đó nó cũng san sát với nhau à. Đó, thật ra mà tôi thấy cái đó là khuyết điểm chung của những
trung tâm thương mại người Việt đó nha. Ngay cả những nơi mà phải mướn cũng vậy, dường như họ không được cho nhiều cái chỗ đậu xe, đúng không? Đúng rồi, nói đúng. Thì có thấy vậy, bên Washington tôi thấy cũng vậy đó, nói chung. Phải không? Về khu Eden đó. Nhưng mà anh có nhận xét là cái đồ ăn Việt Nam ở khu đó nó ngon hơn, nó rẻ hơn hay nó như thế nào, khẩu vị ra sao thưa anh? Thì nó đa dạng hơn nhiều trung tâm người Việt khác. Chỗ đó mệnh danh là thủ đô mà, thủ đô người Việt mà. ở ngoài nước Việt, thủ đô người Việt ở ngoài nước Việt thì nó có nhiều, hầu như là như nem nướng rồi tức là ở bên Việt Nam có món nào họ cũng cố làm giống như vậy, chắc là không giống hẳn, không giống được, nhưng mà ở chẳng hạn thiếu những món rau đặc biệt rau mà nhìn chung là họ sẽ bớt đi những cái món những món mà mỡ nhiều, giống như họ cũng sợ. Như tôi nói bây giờ kiếm kiếm món bánh tráng thịt luộc hầu như không có, phải không? Mà thịt luộc là phải có mỡ có da rồi cái dàn rau đi chung với nó, đây cũng sẽ thiếu. Còn những món mà họ làm được thì tôi thấy họ làm cũng khẩu vị cũng ngon lắm, cái gia vị cũng ngon lắm. Vâng, thưa anh, khán thính giả sẽ đặt một cái câu hỏi rất là nhạy cảm và cũng mong anh trả lời. Là tuy là được làm mệnh danh là một thủ đô của người Việt ở ngoài nước Việt, thì anh có cái thời gian ở California đó, thì anh có thấy những hiện tượng như người vô gia cư, người Việt thất nghiệp tụ tập nhàn rỗi, rồi có những vụ cướp giật đánh phá cướp cạn gạt gẫm hay không? Cái đó thì tôi cũng có nghe, nhưng mà trong thời gian tôi ở đó, cái chuyến vừa rồi thì cũng thấy một số người lai vãng, giống như ngồi cho nó qua ngày, qua giờ. Hai cái người tôi nói thì bánh bao lắm, có vẻ là không phải người vô gia cư. Còn tôi cũng thấy có những người xin tiền, phải không? Thì họ lại họ xin đồng vậy thôi, thì mình cũng cho rồi cũng xong. Đại khái là có cái tình trạng, có tình trạng đó. Còn cướp giật thì tôi cũng có nghe, mà ngay cả mấy người quen biết tôi trước khi đến khu Phước Lộc Thọ họ cũng dặn đó. Ở San Diego á, họ nói lên đó cũng cẩn thận nhau vậy thôi. Thì đó là tôi biết tới đó. Tức là theo cảm nhận của anh là có nhưng mà không có nhiều, hay là ít, hay là anh không thấy, anh không đi qua những chỗ mà người ta hay nói là có những người vô gia cư chẳng hạn như vậy? Không biết họ tập trung chỗ nào, nhưng mà ở khu chợ đó thì có mà lác đác thôi. Với lại như tôi nói, cái giờ tôi đi nó 2-3 giờ trưa thì nó không phải là lúc người ta đi chợ nhiều. Thật ra mình không thấy được cái sinh hoạt bình thường của những ngày đông người như cuối tuần. Thật ra tôi không thấy đến độ trầm trọng. Nói chung. Vâng, tiếp theo câu hỏi là
Anh đi lòng vòng ở khu Bonsa Phước Lộc Thọ được bao nhiêu ngày và có thăm thú gia đình bạn bè gì ở đó hay không, hay là chỉ là một khách du lịch, thưa anh và thưa cụ? Chiều rồi thì đi rồi San Diego, tôi còn còn một cái chương trình đi nhiều nữa. Ra tôi bữa đó ở khu Bonsa thì tôi chỉ có vài vài tiếng đồng hồ. Thì chiều hôm đó tôi cũng đi thăm hai hai gia đình của người bà con không thì cũng có những chuyện không không mấy vui là gia đình cũng đang đang bị dịch nhưng mà cũng thăm được. Tôi đứng bên ngoài nói chuyện ngồi ngồi ăn trái cây từ bên ngoài có những người bên trong nói ra nói ở ngoài nó vô trong đó ra rồi còn một chuyện nữa thăm người bà con khác thì gia đình cũng có chuyện không vui thật ra coi như cái thời gian dùng để thăm gia đình nó nhiều hơn bên kia và đi đi phố. Rồi sau đó thì tôi rời phố Bonsa Sang đi về phía Bắc Cali cái ngày hôm sau. Vâng, thưa anh hỏi một câu cuối về Bonsa vì anh sắp sửa rời khỏi Bonsa đi về phía Bắc. Thì anh cảm nhận là cái cuộc sống của người Việt ở Bonsa là những người, anh có những lời khuyên nào đối với những người ở phương xa là có nên về Bonsa sinh sống làm việc hay là nó xô bồ hay là nó cũng bình thường sống nơi nào cũng được thưa anh? Nếu nói chung á người Việt mà ở trong những làng nhỏ nhỏ đó hay là những chỗ xa mà ít người Việt với nhau đó, thì họ đó là cũng là tâm trạng của tôi nói chung là rất thích khi khi về thành phố Bonsa nhưng mà nói ở ở luôn á ở luôn thì có thể phải suy nghĩ lại phải không? Tại vì thứ nhất là cái sinh hoạt nó khá thành phố nó khá đắt đỏ so với những nơi khác đó là yếu tố quan trọng rồi mình vô đó nếu mình ở xa quen rồi cũng như ở trong quê rồi về về thành phố lớn thì thấy nó hơi gọi là gì bề bộn nó hơi mình có thể nói câu gì nha bề bộn có thể hơi là lộn xộn nữa đôi khi mình thấy mình cũng ngao ngán đó mới vô thì vui nhưng mà ở ở suốt ngày hay là thì thấy buổi chiều là thấy bắt đầu nó có stress rồi ví dụ vậy đó thì hồi đó tâm trạng của tôi cũng vậy ở ở ở Việt Nam thành phố nhỏ đi về Sài Gòn thì thấy vui lắm nhưng mà chiều cái là thấy nó buồn buồn đó thành ra chắc cũng tùy ý thích với lại tùy cái ngân quỹ của mỗi cá nhân còn bây giờ đi giữa San Diego với quận Cam nếu cho tôi chọn lựa tôi sẽ chọn San Diego hơn tại vì thành phố nó vừa vừa phải không có đông đúc nó không có đủ hết mọi thứ mình cần mà nó không có cái vấn đề kẹt xe nhiều không? Rồi giá sinh hoạt nó cũng rẻ hơn chút nhưng giữa San Diego với vùng Washington đốn tôi thấy Diego nhà mắc hơn đó. Anh mua
cùng một cái cỡ căn nhà dưới đất ở Hòa Thịnh Đốn á, thì anh bán đi anh chỉ mua được chừng phân nửa hay là 1/3 cái vùng San Diego, vùng Phước Lộc Thọ khi xưa còn cao hơn nữa, cao hơn San Diego nữa, mà tôi không biết bây giờ sao. À, vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn anh đã chia sẻ về cái chuyến đi của cụ lắm. À, chương trình đến nay thì cũng tạm chấm dứt, và sẽ hy vọng là anh sẽ có những chia sẻ khác trên hành trình chuyến đi đặc biệt của cụ lắm và anh Nguyên. Ở đây chúng tôi xin nói đây là một cái hành trình từ miền Đông, đi xuyên qua nước Mỹ, đi vòng qua nước Mỹ, đi tới Nam Cali, rồi tới Bonsa. Nhưng mà tôi sẽ gửi hình ảnh đến đến anh Thiên lần tới. Mình có vài tiểu bang, mình có thể chia sẻ được hình ảnh cảnh thiên nhiên hùng vĩ lắm, đẹp lắm. Tôi muốn... và khác hẳn, đương nhiên đất trời mà mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà đó là tôi muốn thả mình theo đất trời đó với tình người cuối cuộc đời đó với mẹ tôi đó là như vậy cái chủ đề mình vẫn giữ vậy thôi. Vâng, cảm ơn cụ và cảm ơn anh Nguyên đã chia sẻ. Thì khán thính giả cũng sẽ tiếp tục trông ngóng vào cái sự chia sẻ của anh Nguyên trong thời gian tới. Thì chương trình một lần nữa xin chúc anh và cụ có một cái hành trình tốt đẹp và có thể nói rằng nhiều may mắn. Dạ, dạ. Rồi, anh chào anh Thiên. Vâng, xin chào và xin chào cụ.